với anh. Em mới phụ kiện cá rồng.vn nên mới phụ kiện hộp cá giá tốt nhất cho anh em đồng ngư đó. Thì thời gian qua có rất là nhiều khách hỏi em á, là bên em có bán cái đèn T8, T10, T12 không đó. Thì hôm nay em sẽ làm clip này để em giải thích cho các anh hiểu thế nào là cây đèn T8, T12, T10 nha các anh đó. Thì trên tay em đây, đây là cây margin đấy. Cây margin này cũng được gọi là cái cây T8 nha các anh đó. Thì tại sao vậy? Tại vì á, cái thật ra những cái tên đó chỉ là cái tên để mà người ta gọi để mà biết cái đường kính của cây đèn đó đấy. Thí dụ như cây margin này là cái cây T8 thì cái kích thước của nó sẽ là 25.4 mm đó. Rồi cái cây này đây, đây là cái cây mà đường kính của nó sẽ là T12. Thì T12 đường kính của nó sẽ là 38.1 mm đấy. Thì đó, những cái tên như vậy, những cái tên T5, T8, T12 thực ra đó chỉ là cái tên gọi để cho biết cái đường kính của cây đèn đấy. Thì cái đèn này nhỏ này, cái đèn của margin, cái ống margin nó nhỏ gọi là T8, còn cái ống này á thì là nó to hơn, cái đường kính nó to hơn, người ta sẽ gọi là cái T12 đấy. Nên là cái khi mà các anh mua, tại vì có nhiều khách hỏi em là bên em có bán cái đèn T8 không em, thì em không có biết là cái cây T8 là cái cây nào, tại vì rất là nhiều hãng họ sử dụng cây đèn T8, cây solar cũng là sử dụng cây đèn T8 nè, rồi cái margin cũng là cây đèn T8, mà cái cây margin rất là nhiều, nó phân loại ra rất là nhiều nữa, nên là cũng vừa tannin vừa đánh đèn led cũng sử dụng cái đèn T8 luôn. Nên là khi mà hỏi như vậy em không có biết là khách người ta muốn mua cái đèn nào đó. Nên là khi mà các anh mua đèn á thì các anh nên tìm hiểu về cái điều đó cho rõ nha, để mình mua mình có thể mua được chính xác cái cây đèn mà mình muốn đấy. Còn nói chung là clip này em muốn nói với các anh để các anh biết là những cái tên đó chỉ là cái tên để mà người ta hãng phân ra để mà họ cho biết được cái đường kính của cái ống đèn thôi nha các anh. Rồi ok, cần đèn thì liên hệ bên em nha, phụ kiện cá rồng.vn. Chào các anh.